tiểu khu The Sunset tại khu căn hộ The Beverly Solari sở hữu vị trí trung tâm đại đô thị Vinhome Grand Park được phát triển cùng hệ thống tiện ích dịch vụ thương mại mua sắm sầm uất bậc nhất. The Sunset Beverly Solari quy mô 5 tòa căn hộ tại trung tâm khu đô thị Vinhome Grand Park, vị trí có 102 tiếp giáp trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle. Đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất đem đến trải nghiệm mua sắm thời thượng cho cư dân. The Sunset thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích từ dự án The Beverly Solari. Với quảng trường Golden Eagle rộng 2000m² đầy sôi động, hồ nước Golden Eagle, đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất kéo dài hơn 500m từ trung tâm thương mại Vincom Mega Mall qua 3 phân khu The Oasis, The Tropico và The Sunset. Kiến trúc các tòa căn hộ The Sunset hình chữ Z, U và T, thiết kế căn hộ đa dạng diện tích từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ. Căn hộ The Sunset tại The Beverly Solari có giá bán tới 99 triệu trên mét vuông. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0909 910 884 hoặc tại phần mô tả của video để được tư vấn chi tiết.